Kênh Nông nghiệp Mekong xin kính chào quý vị. Với video ngày hôm nay chúng tôi sẽ quay một video mà khá nhiều bà con nông dân đang yêu cầu, cũng như là những cái comment ở trên YouTube bà con đang kêu chúng tôi thực hiện một cái đoạn video nói về lọc. Thì thực tế trên kênh đã có những video nói về lọc rồi, tuy nhiên với video này chúng tôi chỉ hướng dẫn bà con chúng ta cái cách bảo quản, bảo dưỡng cũng như là cái cách vệ sinh lọc như thế nào là nó hợp lý và nó hiệu quả thôi. Trước mặt quý vị là chúng ta đang có một cái bộ lọc, ở đây bao gồm 4 lọc như quý vị nha. Thì lọc này đều rất là to, răng lọc đang là răng 90, đầu này là đầu vào. Đầu tiên sẵn đây thì chúng tôi sẽ chia sẻ luôn để chúng ta biết được cái nơi nào là đầu vào và nơi nào là đầu ra. Thì chúng ta sẽ nhìn như thế nào đây, tại vì cái răng nào nó cũng giống như răng nào. Tôi lấy ví dụ là cái lọc này quý vị, lọc này bên phía công ty là gọi là gọc LG dài. Nếu như chúng ta phân biệt đầu vào và đầu ra thì chỉ dựa trên hai chữ thôi. Chữ thứ nhất là chữ disk nè quý vị ạ. Coi rõ nha. Đây, chữ disk. Và chữ thứ hai là chữ spring. Đây, nha quý vị. Vậy thì cái chữ nào là chữ disk là đó là đầu vào, và chữ nào là chữ spring thì nó là đầu ra ha quý vị ha. Đừng để ý đến cái mũi tên này. Đây quý vị, đừng để ý đến mũi tên này, chỉ nhớ thôi. Ví dụ như chữ disk nó đang nằm ở bên đây thì chúng ta gắn đầu vào của lọc là bên đây, và nếu như mà chữ stream nó nằm ở bên đây thì chúng ta sẽ gắn cái đầu ra của lọc là ở vị trí này. Tuy nhiên đối với cái lọc này nó có một cái khá là đặc biệt, đó chính là lọc này nó có một đầu vào và hai đầu ra, là một là chữ stream này, thứ hai là đầu ra tại đây. Để phù hợp cho cái việc lắp đặt thì quý vị có thể lựa chọn bất kỳ đầu ra nào mà nó hợp lý nhất. Và cái điều lưu ý thứ hai khi chúng ta mà ráp lọc đó chính là chúng ta phải ráp ở phía sau máy bơm chứ không được ráp ở phía trước máy bơm nha quý vị nha. Hiệu quả nhất là chúng ta sẽ ráp ở phía sau máy bơm, thì như vậy thì độ hiệu quả nó mới cao. Đó là cái lưu ý thứ hai khi chúng ta thực hiện việc ráp lọc cho cái bộ trung tâm của mình. Và cái lưu ý thứ ba, việc gắn đồng hồ áp thì nó còn tùy thuộc vào cái loại lọc nữa thưa quý vị. Gắn đồng hồ áp thì chúng ta có thể gắn trực tiếp trên lọc giống như lọc này đây, còn nếu không thì chúng ta có thể sử dụng cái chuyền từ cái ống PVC, ống này ra để dặn vào cái răng của đồng hồ áp là loại này. Chẳng hạn ví dụ như chúng ta đang sử dụng hệ thống đường ống này là 114 đi, thì chúng ta cứ là giảm làm sao lại mà nó ra cái răng nặng vặn này nè quý vị. Nó sẽ có một cái phụ kiện kèm theo là cái răng vặn của cái răng ngoài 21, thì chúng ta sử dụng cái răng trong 21 để dặn cái đồng hồ áp vào là được rồi ha quý vị ha. Việc mà sử dụng lọc ít lọc nhiều nó sẽ phụ thuộc vào công suất của máy bơm. Tôi ví dụ ở đây một máy bơm chúng tôi đang tư vấn cho khách sử dụng hai lọc lớn có công suất lọc này là khoảng 40 khối một giờ nha quý vị. Ví dụ như đây chúng tôi đang dùng cái bơm levodo 4HB đi, lưu lượng nước của nó là 1.200 lít một giờ. Tôi ví dụ như là khoảng 1.200 lít một phút thưa quý vị, 1.200 lít một phút. Thì tôi đặt trường hợp như là 1.000 lít một phút đi, thì 60 phút nó khoảng 60 khối một giờ. Thì cái lọc này nó chỉ có 40 khối thôi, nên nếu như chúng ta sử dụng một lọc chắc chắn là cái lượng nước nó bị nghẹt thường xuyên là điều đương nhiên. Nên chúng tôi sử dụng hai lọc, tại một lọc là 40, hai lọc là 80, mà cái máy bơm của chúng ta là 60, nó dư được 20 khối. Chỉ tính toán đơn giản như vậy cho quý vị chúng ta cùng nhau dễ hiểu nha. Và cái điều thứ ba là một trong những cái điều mà chúng ta phải lưu ý là trong quá trình chúng ta sử dụng, đó là chúng ta phải vệ sinh thường xuyên đối với trong trường hợp mà lọc của chúng ta nó bị nghẹt. Vậy khi nào chúng ta biết lọc nó nghẹt? Đây, chúng ta sẽ căn cứ vào đồng hồ áp. Nếu như quý vị chúng ta không lắp đồng hồ áp, thực sự chúng ta sẽ rất là khó biết cái tình trạng nghẹt của lọc. Giả dụ chúng ta không lắp đồng hồ áp thì lúc đó quý vị chúng ta để ý cái hệ thống bét ở bên ngoài. Nếu như mà hệ thống tự nhiên cái bét chúng ta nó quay nó yếu đi, chắc chắn một điều là lọc nó đang bị nghẹt. Còn nếu như mà bét nó quay bình thường thì lọc nó không nghẹt. Tuy nhiên cái phương án đó chỉ là cái cảm quan thôi thưa quý vị. Còn nếu như mà chúng ta đánh giá khoa học hơn thì chúng ta sử dụng đồng hồ áp. Một cái chúng ta sẽ gắn ở vị trí đầu vào của lọc, có nghĩa là trước khi mà vào lọc là đầu vào của lọc. Một cái chúng ta sẽ gắn ở vị trí đầu ra của lọc. Thì khi trường hợp đầu tiên, nếu như đồng hồ áp của chúng ta thể hiện chỉ số nó là như nhau, thể hiện cho tình trạng là lọc nghẹt. Ví dụ như khi mà máy bơm không bơm này quý vị, thì quý vị có thể thấy là chỉ số của cái đồng hồ này là bằng 0. Bởi vì sao? Nó không bơm nên không lên áp. Còn nếu như khi chúng ta vận hành máy bơm mà nó bơm lên, một lát nữa tôi sẽ quay video đó kèm theo ở phía góc bên video ha, để quý vị mình thấy là cái đồng hồ nó cái dãy áp nó hoạt động như sau. Khi máy bơm lên thì cái kim này nó sẽ chỉ, rồi nó thể hiện cho cái dòng nước nó chảy qua và nó tạo áp suất trong đường ống. Rồi khi lọc ở đầu vào máy bơm và lọc ở đầu ra máy bơm có sự chênh lệch cụ thể luôn, bao giờ lọc ở đầu ra máy bơm nó cũng thấp hơn so với lọc ở đầu vào máy bơm, thì lúc đó tình trạng của chúng ta là lọc nó đang bị nghẹt. Thì quý vị chúng ta lưu ý, chúng ta bắt đầu tiến hành tháo mở và vệ sinh lọc ngay ha. Tôi giả dụ như trường hợp này là lọc đang bị nghẹt đi, ví dụ như đầu ra của máy bơm là 2 kg, đầu vào máy bơm là 2 kg và đầu ra chỉ có thể hiện 1,5 kg hoặc 1 kg thôi, nên tôi thấy nó bị nghẹt rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành mở, tháo mở, vệ sinh. Bây giờ chúng ta sẽ tháo chỉnh lọc này nha. Lọc bên phía công ty có rất là nhiều loại các quý vị, thì cái loại khác nhau mà có phương án tháo mở khác nhau. Đây là một cái loại này thì nó cũng rất là dễ để tháo mở. Đây là cái lọc và phía trong của lọc quý vị. Đây là cái lõi lọc, đây là cái lõi lọc này quý vị ạ. Đây là cái lõi lọc. Thì khi chúng ta tháo mở thì quý vị sẽ nhìn thấy một điều là trên, tôi sẽ zoom cận cho quý vị xem này, là trên ở phía bên ngoài của cái lõi lọc này, phía bên ngoài của lõi lọc này nó sẽ có những cái bụi, những cái rác, những cái vật thể, hoặc là đôi khi chúng ta sẽ thấy cá, thấy con này con kia luôn á, rất là nhiều loại. Thì đối với những loại đó là lọc nó đã lượt lại, nó không cho qua. Tại vì nếu như mà những cái này mà nếu như nó qua thì nó vô tình nó sẽ làm, nó cố tình chứ không là vô nữa, nó sẽ làm nghẹt cái hệ thống đường ống, là nghẹt bét. Lúc đó chúng ta vệ sinh bét rất là cực. Thì đây là chức năng lọc của lọc ha. Những cái cặn bã này, đây là ví dụ như đây là ba dớ của cái hệ thống của chúng ta khi mà chúng ta tiến hành đi cắt đường ống hay là dán keo này quý vị. Còn đây là sình rác ở dưới mương đó đó, chúng ta rút lên, chúng ta không quản lý được thì lúc đó nó dẫn đến tình trạng nó bị nghẹt rồi đó. Thì cơ chế lọc rất là đơn giản, nước được hút vào từ ở dưới, từ lớp B đó quý vị, qua máy bơm ha, qua máy bơm này nè. Sau khi qua máy bơm rồi thì lúc đó nó sẽ qua cái lọc, qua cái lọc này, là bởi vì chúng ta phải xác định đầu vào đầu ra. Khi qua cái lọc thì lúc đó là nước ở trong cái dãy này, trong phần này nữa quý vị, ở trong đây, ở ngoài này nó sẽ bao trọn hết, ở ngoài nó sẽ đẩy vô để nó thoát bằng cái đường ra này. Khi nó đẩy nước vào thì những cái kẽ nhỏ này, những cái kẽ nhỏ nhỏ quý vị có thể thấy nè, những cái kẽ nhỏ tôi chỉ nè, những cái răng này nè, thì nó cho dòng nước nó trôi qua cho những cái răng này. Nhưng mà đối với những cái vật thể nào chẳng hạn như rác, như miếng này đây, nó to hơn so với cái răng này thì nó không qua được, nó nằm ở ngoài. Lúc đó nó sẽ hạn chế tình trạng nó bị nghẹt. Và khi chúng ta thấy như thế này thì chúng ta tiến hành tháo mở lọc để vệ sinh thôi. Thì chúng ta tháo xong thì chúng ta lấy cái lõi lọc này ra, vệ sinh rất là đơn giản vì lấy lõi lọc này ra và chúng ta đi rửa. Một là chúng ta có thể xịt nước trực tiếp vô đây, nếu như quý vị nào chúng ta nhà có cái vòi rửa xe, xịt vô đây rất là sạch. Còn không thì làm theo phương án này, dặn này ra, thế quý vị đổ vô trong một cái thau, đổ vô một cái gì đó và chúng ta cứ xúc rửa bình thường. Còn không cứ gì chúng ta cứ xuống dưới mé mương đó mà chúng ta rửa. Rồi rửa thử luôn cho quý vị mình cùng xem. Khi mà chúng ta đã rửa và vệ sinh cái lọc nó sạch rồi á, thì lúc đó cái chỉ số đồng hồ áp nó sẽ trở lại vị trí cân bằng như nhau. Và khi trở lại cái vị trí cân bằng như vậy thì hệ thống của chúng ta sẽ tiến hành hoạt động lại bình thường như lúc đầu nha quý vị. Chỉ là đơn giản rửa như thế này thôi. Này là trường hợp mà đối với trường hợp này là trường hợp nghẹt không nhiều ha, rửa gì thì nó rất là nhanh ra. Có một số khách hàng của chúng tôi á, khi mà vệ sinh lọc đó quý vị, có những cái mùa chẳng hạn như mùa mưa họ không có tưới á, để lâu quá nó sẽ đóng rất là nhiều vô trong cái lọc này, thì lúc đó rửa nó hơi cực hơn chút xíu. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cái phương án chúng ta rửa lọc để hạn chế cái công vệ sinh hệ thống đường ống bên ngoài cũng là một trong những cái phương án tối ưu đỡ tiết kiệm công cho bà con nông dân mình. Ok, này thấy gọi là sạch rồi nè. Quý vị nào kỹ thì chúng ta có thể mở từng đĩa lọc ra để vệ sinh, nên sử dụng lọc đĩa thì nó lại tiện công hơn. Một cái lưu ý thứ hai nữa để hạn chế cái công sức lọc, đó chính là chúng ta nên dèo cái lớp B, có nghĩa là dèo bằng cái lưới xung quanh cái lớp B đó quý vị, bằng cái lưới này luôn cũng được nè. Để chi hạn chế những cái vật thể lạ mà lớn nó xâm nhập vô hệ thống đường ống hai quý vị ha. Ví dụ như con cá mà nó chui vô đây, nó hút lên đây, nó nằm vô sa quạt này là lúc đó máy bơm chúng ta bị hỏng ngay. Hoặc là chúng ta phải tốn cái công để mở nguyên bộ trung tâm này ra, mở cái sao quạt ở phía trong để coi kiểm tra trong đó nó dính cái gì, thì nó cực cho bà con nông dân mình, cực cho cái công vận hành. Chúng ta nên dèo, càng dèo dày chút xíu càng tốt quý vị. Có như vậy thì những cái vật thể lớn nó sẽ không vô đường ống được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là một phần hạn chế cho cái lọc của chúng ta thường tháo mở vệ sinh thường xuyên. Đến đây video chúng tôi xin phép được kết thúc, khá là dài rồi. Nhưng mà tôi nghĩ với video này bà con nông dân của chúng ta cũng có biết được cái cách chúng ta cũng biết được cái cách mà vệ sinh đường ống, bảo quản, bảo dưỡng cho cái hệ, cái bộ trung tâm của chúng ta như thế nào là nó hợp lý, mang lại cái chất lượng cũng như là cái hiệu quả tưới về lâu dài. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Nhớ đăng ký kênh Nông nghiệp Mekong để luôn cập nhật những video mới nhất nha.